đoạn nhạc vô nhộn Baby Shark đã quá quen thuộc với rất nhiều khán giả trên toàn thế giới. Đây là sản phẩm trí tuệ của Smart Study, một startup giáo dục từ Hàn Quốc, vốn được tạo ra trong giới hạn kinh phí vừa phải và hướng tới khán giả dưới 4 tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, chú cá mập nhỏ này đã tạo ra một làn sóng hưởng ứng trên toàn cầu. Từ trẻ con cho tới người lớn, từ trong đám cưới, các chương trình truyền hình nổi tiếng, cho tới quảng cáo thương mại. Sau hơn 2 năm, bài hát gốc đã có hơn 1,6 tỷ lượt xem trên YouTube và hơn 3 tỷ lượt xem tích lũy từ các trang web khác. Đoạn nhạc gây nghiện kéo dài trong 2 phút này đã làm tăng doanh thu của Smart Study gấp 3 lần, đạt mức 24 triệu đô la Mỹ. Công ty cho biết dự kiến doanh thu sẽ tăng tới 70% trong năm nay và những năm tới. Smart Study dự kiến sẽ làm hẳn một bộ phim về Baby Shark và tiếp tục nuôi dưỡng những ý tưởng thú vị hơn trong các sản phẩm giáo dục tiếp theo của mình.